dĩ hòa vi quý. Trong mọi trường hợp, nên dùng sự hòa ái, ngay thẳng để xử lý tất cả các mối quan hệ. Cảnh giới cao nhất, thái độ làm người trung dung, tức là giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập. Với những lời đồn đại vô căn cứ, người thông minh sẽ biết cách tránh xa và bỏ ngoài tai. Không nên khoe khoang, nói được phải làm được. Nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc, đừng ham mê những lợi ích cá nhân nhỏ nhặt. Làm việc gì cũng phải trùng nghĩa. Làm người phải ngay thẳng, trung thực. Phải giàu lòng nhân ái, giàu tình cảm. Thay đổi hoàn cảnh chỉ bằng thay đổi bản thân trước. Đời người có vui vẻ hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta. Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn ngay trước mắt. Những sự việc khiếm nhã, trái với lẽ thường, chớ nên hành động. Hãy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Qua gian nan thử thách, chông gai mới có thể biết được phẩm chất đạo đức của con người. Hãy làm chuyên gia trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân mình. Sự thắng lợi nhỏ là dựa vào trí tuệ, sự thắng lợi lớn là dựa vào đức hạnh. Bất kể việc gì, nên tự yêu cầu bản thân làm cho tốt, rồi mới nên yêu cầu người khác. Quân tử giúp người khác hoàn thành những việc tốt mà không dung túng những việc xấu xa. Tiểu nhân hoàn toàn ngược lại. Người chú tâm vào việc học hành càng đến gần với thành công hơn. Sống tới già, học tới già. Nói ít làm nhiều, làm người phải có sự khiêm tốn. Phải kiên trì bền bỉ mới có thể làm được mọi việc mình muốn. Phải linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Mỗi ngày đều nên tự kiểm điểm bản thân về những việc mình đã làm. Khiêm tốn là một loại mỹ đức. Việc nhỏ không nhẫn nhịn được sẽ khó làm nên việc lớn. Ở đời không sợ không có chỗ đứng trong xã hội, mà chỉ sợ không có năng lực đứng được ở vị trí đó. Hãy học cách biết cảm ơn. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người. Quân tử rộng rãi bao dung, tiểu nhân hẹp hòi tính toán. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai, chí nguyện không kiên cường. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo. Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay hắc ám tâm trí. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
ngồi bàn tiệc, đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã. Biết có lỗi mà không chịu sửa thì đó chính là lỗi. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Trong ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Hãy học theo cái hay mà tránh cái dở. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thường nói lời lương thiện. Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt. Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm. Danh không chính, lời chẳng xuôi. Người quân tử không đề bạt kẻ biết nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tai lời kẻ xấu nói phải. Ai cũng có quyền được học hành, được giáo dục, không phân biệt loại người. Những cách đối nhân xử thế đáng học tập của cổ nhân. Bình sinh, Khổng Tử đã nói, muốn đạt đến mức đối xử với người bằng lòng nhân từ, trước hết phải làm được chuyện tu sửa bản thân mình, không ngừng nâng cao sự tu dưỡng đạo đức của chính mình, đồng thời nâng cao cả cảnh giới tư tưởng. Lúc nghèo nàn hay giàu có cũng như nhau, thì con có thể biết được mình đầy đủ mà không chạy theo những thứ ham muốn dục vọng. Khi ở chỗ cao quý hay thấp hèn cũng như nhau, thì con có thể luôn luôn khiêm nhường mà lại có lễ nghĩa. Không có ý biểu lộ bản thân dũng cảm đến mấy mà lại có sự uy nghiêm, thì con có thể cung kính đối xử với người mà không bị sai lầm đối với họ. Giao thiệp với những nhân sĩ có chí hướng, suốt đời không có hoạn nạn, thì con có thể cẩn thận lựa chọn bạn bè, lựa chọn những lời cần nói và những việc cần làm. Đây là chí hướng rất to lớn. Khổng Tử còn nói, khi đối xử với mọi người phải từ cái đạo lý làm người mà nói. Mục đích không phải là đối xử với mọi người cho tốt, mà chính là để nâng cao cảnh giới của chính bản thân mình. Người quân tử, thông qua việc kiểm điểm bản thân mà có thể nhận thức được lòng nhân từ, rồi giữ nhân từ trong lòng mình mà đối xử với người khác bằng sự khoan dung và thực hành điều nhân nghĩa. Bất cứ lúc nào cũng nêu cao tiêu chuẩn đạo đức mà làm thành những nguyên tắc đối xử ở đời của con người, giữ vững tấm lòng trong sạch mà thiện hóa người khác, trân quý sinh mệnh. Phú quý không thể làm mê hoặc tư tưởng của họ. Nghèo nàn cũng không thể sửa đổi hành vi, phẩm chất thường ngày của họ. Uy vũ cũng không thể khuất phục ý chí của họ. Như vậy mới là một người chính nhân quân tử. Khổng Tử dạy, năm việc xấu ở đời chớ nên mắc phải. Điều thứ nhất, hại người lợi mình, bản thân sẽ không may mắn. Theo lời của Khổng Tử, những kẻ chà đạp, hại người khác để mưu lợi cá nhân, rồi sẽ tự rước họa vào thân, cuối cùng cũng tự hại mình. Điều thứ hai, thích nổi danh nhưng bất tài, quốc gia gặp họa. Những người hiền đức, tài năng bị những kẻ bất tài dùng thủ đoạn để bài xích, loại trừ, rồi tìm cách đưa mình vào vị trí đó thay thế. Đó là cái họa của quốc gia. Điều thứ ba, người già không dạy, người trẻ không học. Đó là thói xấu ở đời. Có thể hiểu cụ thể hơn là người già không muốn dạy bảo người trẻ, người trẻ tuổi ngạo mạn, không muốn học hỏi kinh nghiệm từ người già. Đây là thói quen xấu, không mang lại điều hay. Điều thứ tư, thánh nhân buông bỏ, người xấu lộng hành, thiên hạ ắt sẽ gặp chuyện không hay. Bậc thánh hiền là những người có trí tuệ và đức hạnh,
nhưng không được quốc gia trọng dụng. Họ vì không màng đến danh lợi nên đều tìm cách ẩn cư, tránh xa sự đời rối ren. Trong khi đó, những kẻ kém cỏi ra sức tranh quyền đoạt vị, thao túng lộng hành. Điều này ắt sẽ khiến xã hội vì thế mà loạn, khó mà hưng thịnh. Điều thứ năm, khinh già trọng trẻ, đó là gia đình bất hạnh. Việc bỏ mặc người già không quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng, thay vào đó dồn hết yêu thương cho trẻ nhỏ, đó là việc xấu, để gia đình vào bất hạnh. Điều này sau hàng ngàn năm cho đến nay vẫn cho chúng ta một bài học về sự giác ngộ. Tại sao lại như vậy? Hãy lấy một cây đại thụ ra so sánh với mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Quả ngọt của cây là trẻ nhỏ, lá cây là bố mẹ đứa trẻ và gốc rễ của cây là ông bà của đứa trẻ. Nếu chúng ta hy vọng cây đại thụ đó sống lâu bền, quả lá sung xuê, chúng ta phải lấy nước, chất dinh dưỡng bón vào vị trí nào của cây? Chẳng phải là cần phải bón vào rễ cây sao? Thế nhưng hiện nay, phần lớn các ông bố bà mẹ trong các gia đình đều đang dùng nước và dinh dưỡng trực tiếp tưới bón lên quả. Kết quả là những quả đó không thể hấp thụ chất dinh dưỡng mà trở nên thối hỏng. Có một ông bố tuổi đã cao, đã không còn sức khỏe để lao động. Còn cái ông đối xử với bố chẳng ra gì, thường xuyên đánh chửi bố. Thế nhưng khi bị con cái đánh chửi, ông cũng chẳng để yên, cũng đánh chửi lại con, khiến nhà cửa vì thế một lúc nào cũng ầm ĩ. Cứ như thế, vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết. Có một lần, ông bố này tìm đến một vị bồ lão trong làng trình bày nỗi khổ của bản thân. Còn tôi vừa đánh vừa chửi tôi, chúng đối xử với tôi bất hiếu như thế, khiến cuộc sống của tôi khổ sở lắm. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Nghe xong, vị bồ lão mới nói: tôi hỏi ông một câu, ông phải trả lời thành thật, tôi mới có thể tìm cách giúp ông được. Được, ông cứ hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật. Xin hỏi, trước đây ông đối xử với bố mẹ ông thế nào? Bị hỏi một câu, ông bố thoáng vẻ xấu hổ. Tôi đối xử với bố mẹ giống như các con tôi đang đối xử với tôi bây giờ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đến đây có lẽ đã rõ. Vị bồ lão tiếp tục lên tiếng: chính vì ông đối xử không hiếu thuận với song thân nên giờ đây con cái mới không hiếu kính với ông. Đây là luật nhân quả rồi, ông không trách ai được. Ông nên về nhà, cứ để chúng đánh ông, đừng đánh trả, rồi mọi việc sẽ được giải quyết. Ông bố nghe lời khuyên, trở về nhà và lại bị con cái mắng nhiếc. Thế nhưng lần này, ông ta không mắng lại. Ngay cả khi bị con trai đánh, ông ta cũng ngồi yên chịu trận. Thậm chí, trên mặt còn hằn rõ sự xấu hổ. Người con trai lấy làm lạ lắm. Một hôm, anh ta hỏi bố: trước đây tôi đánh, mắng ông đều đánh mắng lại tôi. Vậy tại sao bây giờ ông không đáp trả? Ông bố đáp: vì trước đây bố cũng đánh, mắng bố mẹ mình, nên bây giờ bố phải gánh hậu quả. Bố nghĩ thông rồi, bố sẽ không đánh mắng, đối đầu với con nữa. Người con nghe vậy cũng như tỉnh ngộ, quỳ xuống xin lỗi bố. Con sai rồi, sau này con sẽ không đối xử với bố như thế nữa. Hãy ngẫm xem, con cái chúng ta đang đối xử với chúng ta thế nào? Phải chăng đó cũng chính là cách mà chúng ta đã đối xử với cha mẹ mình? Đọc và ngẫm năm điều Khổng Tử dạy, hẳn nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra rằng chúng ta chưa may mắn không phải do vận mệnh chưa tốt, mà là vì bản thân ta chưa nói không được với những việc xấu ở đời. Muốn gặp may mắn trong cuộc sống, việc cần làm là bồi dưỡng, vun đắp cho chính bản thân những phẩm đức tốt đẹp, từ bỏ những việc xấu, may mắn ắt sẽ đến. Học được cách cúi mình mới có thể ngẩng cao đầu. Khi Khổng Tử dẫn theo đệ tử Tử Lộ Chu Du Liệt Quốc, trên đường đi đã phát hiện một chiếc móng ngựa bằng sắt đã cũ kỹ. Ông liền bảo Tử Lộ nhặt nó lên. Thế nhưng không ngờ,
Tử Lộ làm biếng, ngại khom lưng xuống nhặt, nên cố tình giả vờ như không nghe thấy. Khổng Tử thấy vậy, không nói gì, tự cúi người xuống nhặt chiếc móng ngựa lên. Trên đường đi, ông lấy cái móng ngựa cũ này đổi cho người chuyên đóng móng ngựa lấy 3 đồng tiền. Ông dùng 3 đồng tiền này mua được 7-8 quả đào. Ra khỏi thành, hai người tiếp tục bước về phía trước, đi qua một vùng đất rộng mênh mông. Khổng Tử khi đó ngồi trên lưng trâu, đoán rằng đệ tử của mình chắc đang khát lắm, liền cố tình khéo léo làm rơi một quả đào giấu trong tay áo xuống đường. Tử Lộ vừa nhìn thấy, vội vã nhặt lên ăn. Khổng Tử vừa đi, vừa cố tình làm rơi đào xuống đường. Tử Lộ cũng cắn răng chấp nhận khom lưng đến 7-8 lần để nhặt đào ăn cho hết cơn khát. Sau những gì đã trải qua, cuối cùng Khổng Tử nói với Tử Lộ: nếu như khi nãy con khom lưng một lần, chẳng phải về sau con hoàn toàn không cần phải khom lưng nữa hay sao? Việc nhỏ không làm, sau này sẽ phải khổ sở vì những việc nhỏ hơn. Khom lưng cúi mình thực ra chỉ là một động tác đơn giản mà ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể làm. Thế nhưng trong cuộc sống có rất nhiều người không thể làm việc đó. Có thể họ lười, cũng có thể họ cao ngạo, hoặc họ chỉ quan tâm đến việc ngẩng cao đầu ngắm phong cảnh trên cao mà quên mất. Vì thế họ liền đánh mất đi rất nhiều cơ hội ngẩng cao đầu vốn dĩ khó mà có được. Thực ra trong cuộc đời có rất nhiều người có thể dạy ta khom lưng cúi mình. Khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ là người dạy chúng ta cúi mình. Họ nói rằng nếu con luôn để sự việc dây dưa đến sáng ngày mai, vậy thì đến cuối ngày con vẫn chẳng làm nổi việc gì. Sau khi học, giáo viên là những người dạy chúng ta cúi mình. Họ nói rằng mỗi ngày xách túi, cặp sách ra khỏi nhà, hãy nhặt từng chữ, từng từ, từng phương trình mà giáo viên đã dạy rồi tích cóp lại. Đó là những thứ vô cùng giá trị. Bước vào trong xã hội, nơi cuộc sống phức tạp hơn, các cấp lãnh đạo chính là người dạy chúng ta cúi mình. Họ luôn nhắc nhở chúng ta rằng cho dù núi có cao thế nào cũng chỉ đang thử thách đôi bàn chân của người leo núi. Bất luận đường có xa bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ đi đến điểm cuối cùng. Tuy nhiên, có nhiều khi chính bản thân bạn mới là người dạy bạn cách khom lưng. Chỉ có bạn mới có thể nhắc nhở bản thân mọi lúc mọi nơi rằng mình nên làm thế nào, trong cuộc đời mình đã nhặt được cái gì, đã mất đi cái gì. Khom lưng cúi đầu có thể khiến chúng ta đánh mất hiện tại, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất chính mình. Ở đời, biết cúi đầu, ngẩng đầu đúng thời điểm chính là một nghệ thuật sống. Chỉ cần khom lưng cúi đầu một lần, có thể cuộc đời bạn sẽ từ đó mà đổi thay. Khom lưng cúi đầu để có thể ngẩng đầu một cách đường hoàng hơn. Câu chuyện mượn ô. Khổng Tử có một hôm phải ra ngoài trong khi trời thì sắp mưa. Thế nhưng ông lại chẳng có lấy một cái ô. Có đệ tử gợi ý nói: Tử Hạ có, hay là thầy mượn Tử Hạ một lúc? Khổng Tử nghe xong liền nói: không được, Tử Hạ là người khá kẹt xỉ. Ta có mượn thì cậu ta cũng không cho mượn. Người khác thấy sẽ cho rằng cậu ta không tôn trọng thầy. Mà cho ta mượn, cậu ta nhất định sẽ xót của. Lời bình: trong mối quan hệ xã giao với người khác, cần phải biết được sở trường, sở đoản, ưu điểm, nhược điểm của họ để ứng xử sao cho đẹp cả đôi đường. Đừng nên lấy sở đoản của người khác ra để gò ép họ và chính bản thân mình. Nếu không, tình bạn sẽ không được bền lâu. Câu chuyện của thầy trò Khổng Tử. Một năm có mấy mùa? Có một hôm, một hòm trò của Khổng Tử đang quét dọn ngoài cổng thì có một vị khách đi tới hỏi: ông là ai? Học trò của Khổng Tử tự hào đáp: ta là đệ tử của Khổng tiên sinh. Vị khách nghe vậy liền nói: vậy thì tốt quá rồi, tôi có thể thỉnh giáo ông một việc được không? Học trò của Khổng Tử giọng vui vẻ thấy rõ: được chứ. Rồi thầm nghĩ: không biết anh ta định hỏi câu hỏi kỳ quái gì nhỉ? Vị khách hỏi:
Một năm rốt cục có mấy mùa nhỉ? Câu hỏi này mà cũng cần phải hỏi sao? Học trò của Khổng Tử nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời: xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa. Vị khách kia lắc đầu: không đúng, một năm chỉ có ba mùa thôi. Trời ơi, anh sai rồi, phải là bốn mùa. Ba mùa. Cuối cùng, vì tranh luận không ngã ngũ nên cả hai quyết định đặt cược. Nếu là bốn mùa, vị khách kia phải dập đầu ba cái. Nếu là ba mùa thì học trò của Khổng Tử phải dập đầu ba cái. Đệ tử của Khổng Tử thầm nghĩ: mình chắc thắng trong tay nên chuẩn bị đưa khách đến gặp thầy mình. Vừa hay lúc đó, Khổng Tử tiên sinh từ trong phòng đi ra. Đệ tử liền chạy lại hỏi thầy: thầy ơi, một năm có mấy mùa? Khổng Tử nhìn vị khách nói: một năm có ba mùa. Câu trả lời của thầy khiến người học trò giật mình suýt ngã, nhưng không dám lập tức chất vấn lại thầy. Vị khách thấy vậy thì lập tức đòi đối phương phải dập đầu, dập đầu. Không còn cách nào khác, học trò của Khổng Tử đành phải làm theo quy định ban đầu. Cho đến khi người đó đi rồi, đệ tử mới vội vã hỏi thầy: thầy ơi, một năm rõ là có bốn mùa, tại sao thầy lại nói ba mùa vậy? Khổng Tử đáp: con không quan sát, người vừa nãy toàn thân là một màu xanh à? Anh ta thực ra là một con châu chấu biến thành. Châu chấu sinh vào mùa xuân, đến mùa thu là chết. Trước giờ, anh ta chưa bao giờ thấy mùa đông. Con nói một năm có ba mùa, anh ta sẽ hài lòng. Con nói một năm có bốn mùa, hai bên sẽ cãi nhau đến tối không xong. Con chịu thua thiệt một chút, dập đầu ba cái, không vấn đề gì. Ghi nhớ câu chuyện này, đừng suy xét đến cùng đâu là thật, đâu là giả sẽ rất có lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì sao? Không ít người nghe xong câu chuyện này đều trở nên vui vẻ. Họ nói rằng trước đây họ có thể dễ dàng nổi giận với những người không hiểu lý lẽ, còn giờ thì không, bởi họ không còn quá để tâm đến những người ba mùa như thế. Người ba mùa luôn cho rằng bản thân mình chính là chân lý. Nguyên nhân là vì họ không được nhìn thấy, không được chứng kiến sự thật chứng minh rằng họ đã sai. Vì thế, bạn giận dữ với họ đồng nghĩa với việc bạn đang có lỗi với chính mình. Câu chuyện của thầy trò Khổng Tử muốn nói với tất cả chúng ta rằng: không tranh là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Đối với bất cứ ai, bất cứ việc gì, khi bạn chuẩn bị nổi giận, khi cảm xúc của bạn đang thực sự không ổn định, hãy nghĩ đó là những người ba mùa. Đó là việc làm của người ba mùa để bình tĩnh trở lại. Trên thế giới này, người ba mùa quả thực không hề ít. Đừng để họ làm mình nổi giận, để rồi có lỗi với bản thân. Bài học về sự nhường nhịn. Một ngày nọ, trên đường đi làm, Nhàn Uyên thấy đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi, mới biết người mua và người bán đang tranh chấp. Người mua hét lớn: 3 x 8 là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng? Nhàn Uyên bèn đến trước mặt người mua và nói: vị đại ca này, 3 x 8 là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa. Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhàn Uyên nói: ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng Phu Tử. Đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt, ta hãy tìm ông ấy để phân xử. Được, nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy xử lý sao? Nhàn Uyên đáp. Người mua nói: nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao? Nhàn Uyên trả lời: nếu tôi sai, tôi sẽ tử quan. Hai người đánh cuộc với nhau như thế và cùng đến gặp Khổng Tử. Sau khi nghe xong câu chuyện, Khổng Tử nói: 3 x 8 là 23 đó. Nhàn Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi. Nhàn Uyên trước giờ cũng chưa từng cãi lại sư phụ, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua vải. Nhưng hẳn nhiên trong bụng anh ta không phục và cho rằng Khổng Tử đã ra rồi, đâm ra hồ đồ nên không muốn học ông ta nữa. Một câu nói cứu ba mạng người.
Ngày hôm sau, Ngài Uyên quay lại, lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học. Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi từ biệt, ông không quên dặn Nhan Uyên hai câu. Ngàn năm cổ thụ không náo thân, sát nhân không rõ, chớ động thủ. Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói. Ngàn năm cổ thụ không náo thân, nên tránh xa cái cây này ra. Vừa rời đi, một tiếng sét rền vang đánh tan cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc, câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm. Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư? Khi ông về tới nhà, trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thể tử đang ngủ. Đến bên giường, Nhan Uyên vô cùng tức giận khi thấy hai người đắp chung chăn, bèn giơ kiếm định chém. Lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử, sát nhân không rõ, chớ động thủ, bèn đốt đèn lên xem. Hóa ra một người lấy thế tử, người kia là muội muội của anh. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói. Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó. Sao người lại biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy? Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói. Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn giông, nên ta nhắc nhở con, ngàn năm cổ thụ không ai náo thân. Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con, sát nhân không rõ, chớ động thủ. Nhan Uyên vừa vái lại vừa nói, sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể. Khổng Tử lại nói tiếp, ta biết rõ, con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ. Thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Còn nghĩ xem, ta nói 3 x 8 bằng 23 là đúng, con thua. Bất quá là thua cái mũ quan kia. Nếu ta nói 3 x 8 bằng 24 mới đúng, người mua kia thua. Đây là một mạng người đó. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn? Nhan Uyên bỗng tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa. Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết. Đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn. Đệ tử hổ thẹn vạn phần. Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.